Đau nhức xương khớp là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, đặc biệt là những người lớn tuổi. Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể không còn khả năng duy trì sự linh hoạt và chắc khỏe của các khớp xương như trước, dẫn đến hiện tượng đau nhức, viêm sưng, thậm chí là thoái hóa khớp. Bệnh này không chỉ gây đau đớn mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống, hạn chế khả năng vận động, gây ra những phiền toái lớn trong cuộc sống hàng ngày. FlexGo là một sản phẩm hỗ trợ điều trị các vấn đề về xương khớp, đặc biệt là các triệu chứng đau nhức, sưng viêm do thoái hóa khớp. FlexGo được bào chế từ các thành phần tự nhiên và đã được kiểm chứng khoa học về tính hiệu quả trong việc giảm đau, phục hồi các khớp bị tổn thương và bảo vệ khớp khỏi nguy cơ thoái hóa. Công dụng sản phẩm FlexGo: làm giảm các triệu chứng đau nhức, sưng viêm do thoái hóa khớp, giúp cho việc khôi phục lại các khớp xương, các mô sụn khớp bị thoái hóa, tăng độ chắc và đàn hồi của các sụn xương, hỗ trợ bổ sung dịch khớp, giúp làm trơn ổ khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ tăng khả năng hồi phục khớp, làm giảm nguy cơ thoái hóa khớp. Anh chị đang quan tâm đến sản phẩm hãy để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận, nhân viên sẽ gọi điện tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và liệu trình phù hợp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.